Hi, xin chào bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng cho các chú rùa tại Ube Shop bên Campuchia ăn nha các bạn. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng cháu của anh ù cho rùa ăn nha. Ok. Tích tích. Ok. Đây là hai bé rùa lưỡi dao với con minh mết nha. Tiếp tục chúng ta bên hộp bên này là rùa tai đỏ với tai đỏ albino với rùa lưỡi dao. Đây là các bé rùa tai đỏ thường. Okay. Đây là rùa bản đồ nha các bạn. Đây là có rùa tai đỏ albino, rồi vẽ tay, rồi tai đỏ rêu vang. Đây là các bé tai đỏ thường. Okay. Tích tích. Ok. Và chúng ta sẽ đến với thùng rùa to nhất. Ok. Đây là các bé rùa mới được nhập từ bên Trung Quốc về bên Campuchia nha các bạn. Rùa bụng vàng nè. Size tầm cũng có cả 10, 15, tầm 12, 15cm gì đó. Chúng chưa có đo mà nói chung là to đó nha các bạn. Rùa bản đồ, còn kia là rùa bụng hồng nữa. Mới về nên chúng ta sẽ cho ăn luôn. Ồ. Nhấp tay đỏ này mới về ăn dữ vậy. Vẽ tay cũng ăn nha các bạn. Này là tay đỏ Rio, Rio ăn nha các bạn. Đấy, rất là hấu ăn. Mấy bé rùa này thì chỉ bên Campuchia nha. Còn ở Việt Nam thì còn bao la rùa hơn nữa. Cái này là được chuyển qua bên Campuchia cho khách bên Campuchia nuôi nha các bạn. Và đang có tại Phnom Penh. Các bạn nào ở bên Campuchia cần thì cứ liên hệ nhé. Cái lưỡi dao ăn khí thế luôn. Cm. Ok. Anh kêu cháu đi lấy cái thước lên đo mà size của mấy bé luôn. Giờ cho tụi nó ăn cái đã. Mấy tay đỏ albino này tờ size to nha các bạn. Không phải size BB nha. Tầm 10cm cho lên không á. Trong này là một đực hai cái. Ok. Open. Đấy. Chúng ta đã có cái thước. Tiến hành đo thôi. Ồ, bé này bò cho trước. Bé này là tầm size 11,5cm nha các bạn. Đấy. Ở cái góc mà mình nhìn thẳng á. 11,5, còn các bạn xem trên video thì khả năng sẽ nhìn thấy tới 12 luôn. Ta sẽ quay cho bé. Bé này bé đực nha các bạn. Đấy, để phân biệt đực cái luôn. Móng dài. Đấy. Mấy vết này là chày do vận chuyển thôi chứ không phải là nấm nha. Đây là do nấm từ nhỏ nhưng mà nó hết rồi, nghĩa là giấu trên mai thôi. Từ lột mai thì nó hết nha. Đấy. Ta sẽ coi tiếp một bé nữa. Cái này bé cái nha, móng ngắn hơn nhiều so với bé đực. Đều là tai đỏ albino hết nha các bạn. Đây mắt đỏ. Albino là bắt phải đỏ nha các bạn.
ta là tiến hành đo mai. Bé này thì tầm 10 cm, 10,5 nha. Đấy. Một cặp nè, đẹp cái nè. Bé này cũng cái, nó hơi bị lỗi móng xíu thôi, mà màu vàng của nó đẹp quá nên nhập về luôn. Trên mai hơi có lỗ nhưng mà từ từ nó hết nấm rồi. Cái này là dấu nấm từ nhỏ thôi, đến lớn thì nó hết. Bây giờ lột mai vài lần nữa thì nó sẽ đẹp. Về độ vàng thì các bạn thấy, nhìn trong clip là thấy liền, ngoài đời còn nhìn đẹp dữ nữa. Đấy, rất là rực rỡ. Xa này thì cũng tầm 10 cm. Đấy. Bây giờ lo quay, lo cái thước mấy bé ăn hết trơn đoạn rồi. Ghê thật. Để cho thêm miếng nữa. Đấy. Bây giờ coi tới bé lưỡi dao. Lưỡi dao thì tầm 9 cm nha. Đấy. Rất là đẹp. Lưỡi dao là dòng gùa nước sâu nha các bạn. Đó. Chỉ có lỗi khoảng một móng lỗi thôi nè. Còn lại mọi cái đều khỏe, đẹp. Đấy, bỏ vô là lại ăn tiếp. Lưỡi dao cũng ham ăn dữ. Hai bé này chưa ăn, tại bữa giờ cho nó ăn nhiều quá mập ù rồi. Hai bé này là được, chắc các bạn xem clip trước chắc nhớ mà. Hai bé này là được anh Ú được cho nha, được tặng từ một bạn khách ở Tân Phú ở Sài Gòn, gửi quà tặng nhờ anh nuôi giùm. Cho nên hai bé này được chăm rất là tốt, mập ù luôn nè. Thịt mà giống như đời thiếu điệu loại mỡ ra luôn. Nên nay ai cho ăn đâu thèm ăn. Còn mấy bé gù kia mới về nên ăn khí thế luôn. Đấy. Sẵn đo mai. Cái này là bây giờ là tầm 10. Mình sẽ bỏ chung luôn cho coi cho dễ. 11 cm rồi nha các bạn. Cái kia đo 9 cm, nó khác nhau. Đấy, để gần là thấy. Đặc biệt các bạn nhớ một điều là gùa lưỡi dao nó lớn chậm lắm nha các bạn. Nhưng hoa văn của mỗi bé nó sẽ khác nhau. Đó, bé kia tuy nhỏ hơn nhưng mà hoa văn rất là sắc nét đẹp nha các bạn. Đấy. Độ bén là có bén nha. Nhưng mà giá mềm đó. Đấy, hai bé này không có nhường lại cho bạn nào để nuôi chăm giùm nha. Các bạn thích thì có thể chia sẻ các bé gùa khác để mẹ nó ăn. Ta lại xem tiếp tuần này đi nào. Này là gùa tay đỏ thường thôi. Các bạn sẽ nuôi chơi hoặc là thả phóng sinh cũng được. Tuy nó thường mà nó rất là đẹp nha. Khỏe nữa, ngày nào cũng cho ăn. Bên này là gùa bản đồ. Quên đo mai nữa chứ. Đây. Tay đỏ này giờ là tầm 9 cm rồi nha. Nuôi riết mà nhập từ lúc 8 cm lên ta 9 luôn. Có bé lên 9 rồi nè. Bé này là tầm 8 cm. Đấy. Ăn quá mà. Đến tới bản đồ. Bản đồ ở đây là size tầm 6 cm nha các bạn. Đâu bên kia không sáng không rõ. Mình chỉ qua trên đo cho. 6 cm. Của bản đồ Mississippi nha. Loại thường thôi chứ không phải black map. Black map nó còn mắc nữa. Này. Có 3 bé tại Campuchia luôn. Màu mai rất là đẹp, sắc nét. Bạn nào bên Campuchia thì lựa mấy bé này là có. Còn Việt Nam thì còn bao la luôn. Có điều là bên trại nên không có tiện quay clip nhiều. Nào anh nó buồn giữ nuôi á thì anh nó buồn mới tiện quay clip cho mấy bạn xem được. Còn bên trại thì chỉ có giao cho người ta rồi ta gửi giùm thôi. Nãy giờ ăn đã chưa con? Đây là một bé tai đỏ albino nha. Này nó bị lỗi mai.
Lỗ mai, nhưng mà tất nhiên cái gì cũng có cái giá của nó. Lỗ mai thì đương nhiên mềm hơn rồi, rất là đẹp nha. Đó, màu mè là chuẩn, mắt đỏ, mẻ mai xíu thôi, từ từ lớn có khi nó đầy lại, còn không thì nó vẫn là một cái. Mình nhìn bên này nó vẫn đẹp nha, bên này chỉ khuyết xíu thôi, khuyết một xíu mà được giảm nhiều lắm á. Để đo coi, tầm cái này là 4 cm nha, 4 đó, tầm 4,5 cm nha, chính xác là vậy. Đấy, nãy test cho ăn thì thấy ăn bé ăn khí thế rồi nên miễn bàn. Bé tiếp theo là bé tai đỏ Vio ăn. Lần trước có một tiếp viên nói về bé này rồi. Màu mè sắc nét mai rất là sắc nét đẹp nha. Đây, gốc tai đỏ nên thấy cái chỗ tai của nó đang ửng đỏ nè, nên mới gọi là tai đỏ Vio ăn vậy thôi. Rất là đẹp. Đây có ba baby nữa, ba baby này là vẽ tay nha các bạn. Mẹ nhìn nó rất là bình thường, trên mai nó cũng có sọc cổ giống như của cổ sọc chẳng hạn, hay là có đặc điểm bốn mắt giống như của gù bản đồ, nhưng mà này nó nổi bật hơn là có cái bụng tén ten, thấy không, bụng rất là màu cam nha. Đấy, ô vậy cái bụng rất là sặc sỡ đầy màu sắc, rất là nhoi nha. Đấy, cái bé là rất nhanh, y chang như phim Lật Mặt sắp ra vậy. Wow, chỉ có tầm baby này 3,5 cm nha, baby mà cực kỳ khỏe, bạn thấy bơi nó bỏ như nước nè. Đấy, bơi khỏe. Để điểm lại nha, đây là rùa vẽ tay với cái bụng màu cam rất là nổi bật. Đây là rùa tai đỏ Albino, đây, size baby luôn. Còn đây là tai đỏ Vio Vàng. Đấy, màu mai đẹp hơn tai đỏ thường rất là nhiều. Đây là các bé rùa tai đỏ thường nha. Đấy, mỗi bé sẽ có cái màu riêng rất là hay. Anh thấy tự nó ra cái hoa văn này luôn. Trong điều kiện sống thì mỗi bé nó sẽ lên một cái màu, tông màu khác nhau, các bạn sẽ thấy rất là nhiều. Bạn nào không chỉ thích thì cứ liên hệ nha. Ở Việt Nam thì có nói rồi, bao la. Bây giờ chúng ta tới cái hồ cực nhất. Thằng là mấy bé xài khủng long. Trời. Đấy, xài khủng long mà cũng phải bắt được một cái thùng nào đó để đo cho dễ chứ. Đây, bụng vàng size 13 cm nha, không, nó tới 14, 15 cm luôn, tầm 15 cm nha, mới đo xong. Mà chúng ta đo cái yếm của nó, của bé chứ. Đây, 15 cm thôi, chính xác nha, tuyệt vời. Cùng vàng xe to này thì các bạn nuôi thả hòn ông bộ thả sân vườn rất là đẹp nha, thả phóng sinh cũng được nữa. Hai bé này là cái hết nha, cỡ tầm size này là mình coi được được cái rồi, tại móng dài móng ngắn là mình biết, chứ nhỏ quá thì khó phân biệt được lắm. Mấy này bé cái, nếu mà gùa được thì nó còn dài nữa. Tiếp đến hai bé nho nho màu vàng nãy giờ các bạn thấy nè, đó chính là gù bản đồ nha, gù bản đồ size size to, size này tầm như ta nho quá 10 13 tới 14 cm nha. Đấy,
sẽ tiến hành đo yếm của bé cho dễ. Yếm là đo từ yếm lên là tầm 14 cm. Của bản đồ lớn vẫn đẹp nha các bạn. Đấy, phần trên cổ nó lòi ra nè, các bạn nhìn kỹ, nó sẽ y như rùa bốn mắt của Việt Nam vậy đó, mà nó không phải là rùa cắm nha. Rùa này thì rất là phổ biến, rùa Việt Nam đụng vô con nào cũng cắm, chứ rùa này rùa Trung Quốc nuôi kiểng được không sao nha các bạn. Hiện tại có hai bé to tầm 14-15 cm luôn, bên năm bên. Đây là một bé bụng hồng nữa, bụng hồng xe to. Chúng ta sẽ đo coi tầm 10-12 cm. Bé này thì lớn lên vẫn còn màu hồng nha. Còn cái bé mà nó vừa được tặng lớn lên nó lại ra bụng vàng, mà cái dáng của nó là cũng là bụng hồng. Bé này thì giữ được màu nè, đang lột mai luôn nha các bạn. Lột mai xong thì nó còn đẹp nữa. Những bé như là bụng hồng với lưỡi dao là rồi, common mớt là những bé mà vừa nuôi nước sâu được nha. Mình sẽ bỏ vô đó, các bạn thấy cái mực nước nó cao hơn hẳn so với là kích thước của rùa, nên gọi là rùa nước sâu là vậy đó. Các bạn thấy còn mấy bé kia là nuôi nước thấp thấp như mai thôi. Chúng ta sẽ ra xem mấy bé mà nó ù được cho vẫn còn nuôi, và đương nhiên là size nó khủng hơn rồi, vẫn là bộ ba của bụng vàng nè. Đó, bụng vàng trong kia là chưa to chưa thấm thía gì so với bé này đâu. Bé này là khách nuôi tầm khoảng 2 năm nha các bạn, 2 năm thì mới lên được cái size kích thước cỡ này đó. Chúng ta đến đây đo, đây lên được tới size tầm 19 cm nha. Đấy, rất là khủng hoảng. Đây là một bé bụng hồng nè. Dáng mai nó y chang bé nãy đúng không? Đó, mà cái bụng nó thì này, nó lại không được giữ lại màu hồng nhiều, nó màu vàng nhiều hơn. Cái này size cũng khủng à, 18 cm luôn. Đấy, nuôi nước sâu vô tư. Trời, cái này bé cua sọc nè. Ê, tích tích. Đấy, bây giờ quên cho ngoài này ăn, giờ cũng thả xíu cho mấy bé. Ok. Nuôi rùa nhàn lắm nha. Mỗi lần chỉ cần cho ăn nhiêu đó thôi là xong. Một bé trai nhỏ thôi cũng có thể cho ăn được, rất là đơn giản. Đó là lý do tại sao mà rùa được chọn làm thú cưng trong gia đình cho các bé chơi. Ngoài ra thì tuổi thọ của rùa cũng rất là lâu. Các bạn thấy là nếu mà mua cho bé của mình một bé rùa nhỏ nuôi đến khi vài năm sau khi lớn thì bé rùa vẫn còn bên mình. Đấy, không tốn công chăm sóc nhiều nè, dễ nuôi nè, không bị cắn nè. Rất là nhiều điểm của rùa khi mà nuôi kiểng nha các bạn. Đấy, ăn rồi, khí thế luôn không? Đồ ăn thì cho ăn đồ ăn khô nha. Ngoài các bé có thể ăn cá, ăn rau cũng được, mà rau chỉ bổ sung thôi, ăn chủ yếu ăn cá là chính, với lại đồ ăn khô này là có đủ dưỡng chất. Đồ ăn thì có bán kèm luôn, hoặc là các bạn khi mua rùa thì cũng được tặng kèm đồ ăn nha. Đấy, vô cùng đơn giản, nên nuôi rùa còn dễ hơn nuôi cá kiển nữa. Đấy, wow, ăn rất là nhanh. Cái bụng hồng kia nó hơi nhát. Mình thấy nó ăn chậm hơn hai bé này. Chưa kịp ăn thì bị tan hết rồi.
ta sẽ vô trong xem con mấy bé này đang hết chưa. Hay cái là rùa, cái thùng này là cái bao nhiêu đoạn cho con ăn cũng hết chứ. Hay thiệt. Các bạn xem tiếp thấy hay thì nhớ đăng ký theo dõi kênh YouTube của bé Show nha các bạn. Có rất nhiều các clip hay về các bé thú cưng. Bạn ở bên Phnom Penh, Campuchia hay là Việt Nam muốn nuôi rùa thì cứ liên hệ. Sẽ chia sẻ lại cách nuôi cho các bạn cũng như là hướng dẫn cứu các bé rùa như thế nào nhé. Ok, bây giờ thì xin chào. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau nhé. Bye bye. Bye các bạn đi mấy chú ơi.